Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy cũng đã tiến hành quay cho em ở cái bài 41 rồi đúng không nào? Trong một clip thôi. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 42 thấu kính hội tụ. Thì chúng ta đã biết rằng ở trong chương trình sinh học lớp 6 thì chúng ta cũng đã biết cách qua cái bài mà hoa, thì chúng ta biết cách sử dụng kính lúp để chúng ta có thể quan sát được các bộ phận của hoa để mà chúng ta vẽ hình ha. Ví dụ chúng ta vẽ có thể quan sát về nhị hoặc là nhụy, là một số bộ phận đại tràng vân vân ha. Thì chúng ta xem thử kính lúp chúng ta nó thuộc là thấu kính gì, thì cái bài này sẽ giải thích cho chúng ta và hiểu được cái điều này. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu thấu kính hội tụ của em nhé. Đầu tiên ở đây trong cái bài này người ta đưa ra một cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải thích ở trong cái phần vận dụng cuối bài như sau các em. Bạn Kiên này, cậu dùng loại kính gì hứng ánh sáng mặt trời mà lại đốt cháy được miếng giấy trên sân như vậy? Nghĩa là ở đây bạn sử dụng cái loại kính gì đây mà bạn có thể đốt cháy miếng giấy để trên sân khi mà khi hứng cái ánh sáng mặt trời nó sẽ chiếu qua cái thấu kính này. Bạn Long thì anh Tế bảo đó là thấu kính hội tụ. Bạn Kiên, thấu kính hội tụ là gì nhỉ? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu và sẽ đi và nắm được cái khái niệm thế nào là thấu kính hội tụ. Hội tụ, chúng ta nghe cái từ hội tụ nghĩa là gì, chúng ta đã đủ hiểu rồi đúng không? Hội tụ nghĩa là tập hợp lại ha. Rồi nó như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các cái thí nghiệm, chúng ta sẽ biết này. Ta đi sang phần 1. Đặc điểm của thấu kính hội tụ. Một, thí nghiệm. Chúng ta sẽ bố trí thí nghiệm như cái hình 42.2, trong đó chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ. Đây em nhìn nhìn thấy cái thí nghiệm này. Đây là cái thấu kính này. Thấy chưa nào? Đây là cái nguồn sáng. Và đây cái người ta chiếu song song nhá. Thấy song song không? Đây nguồn sáng này, ví dụ như đây là có ba nguồn này, 1 2 3 nó song song, thì đây khi nó chiếu ra thì nó phát ra song song này. Qua cái thấu kính này thì chúng ta nhận được cái ảnh ở đây. Các em thấy này. Đây này. Đó. Các em thấy ở đây nó song song không? Nó không song song mà nó sẽ hội tụ thành chùm ở đây này. Thành chùm thấy chưa nào? Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết câu thứ nhất. Câu C1 các em nha. Người ta hỏi các em là gì đây? Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ? Như vậy thì các em thấy cái chùm tia khúc xạ mà đi ra này, đây là cái tia tới tới này. Đây là thấu kính. Các em hiểu không? Hình dung được không nè? Đây là cái tia tới này. Đằng sau đây đến đó chính là cái tia khúc xạ. Như vậy thì cái chùm tia khúc xạ mà ra khỏi cái thấu kính hội tụ ha, tại nó hội tụ tại đâu? Tại một điểm này. Đây này. Thầy sẽ vẽ này. Đó, tại một điểm đây này. Ha. Nên cái thấu kính đó được gọi là thấu kính hội tụ. Được chưa? Rồi, em ghi giùm thầy ở chỗ này nha. Em ghi giùm thầy là cái chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính hội tụ tại một điểm, nên cái thấu kính đó được gọi là thấu kính hội tụ. Được chưa? Hiểu chưa nào? Nó hội tụ tại một điểm này. Ta nhìn trên cái hình này là chúng ta thấy rất là rõ. Ở đây nguồn sáng người ta chiếu ba cái tia tới SI anh em. 1 2 3 song song, nhưng mà qua thấu kính này thì nó sẽ cho các cái tia khúc xạ nó sẽ hội tụ tại một điểm này. Như vậy người ta gọi cái thấu kính này gọi là thấu kính hội tụ. Để cho này.
Tiếp tục em, ở đây chúng ta ghi thầy phần này vào trong vở này. Tia sáng đi tới thấu kính đó gọi là tia tới. Đây, đây gọi là tia tới này. Đó, tia tới này. Tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló. Như vậy thì ở đây cái tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló. Tia ló em, nhớ nha. Tia tới, tia ló. Như vậy thì ở trong câu C2 thì thầy cũng đã mô phỏng cho em rồi. Đây này, thầy sẽ mô phỏng trực tiếp ở đây. Ở đây là nguồn sáng. Ví dụ như cái tia này đây. Tia này chúng ta gọi là tia tới này. Tia tới, được chưa nào? Còn cái tia ở đây, đây này, nhìn này. Đây gọi cái tia ló này. Tia ló này. Được không? Tia ló. Đúng không? Tia khúc xạ mà ra khỏi thấu kính hòa tụ gọi là tia ló. Đây là tia tới. Xong. Ta đi sang phần tiếp theo ở trang 114 em nhé. Chúng ta đi sang phần 2. Đây là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hình dạng của thấu kính hòa tụ. Ở câu C3, tìm hiểu so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hòa tụ dùng trong thí nghiệm. Thì ở trong thí nghiệm thì chúng ta cũng dùng khá là nhiều ở cái thấu kính hòa tụ này ha. Thì thông thường cái thấu kính hòa tụ thì được làm bằng vật liệu là gì em? Vật liệu trong suốt và thường là bằng gì? Bằng thủy tinh hoặc là bằng nhựa. Thấu kính hòa tụ nó có độ dày ở phần rìa. Đây này, cái phần rìa ha. Nó như thế nào? Đây này, phần rìa em. Nó mỏng hơn, nó sẽ mỏng hơn ở phần giữa này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi giùm thầy trả lời câu C3 vô. Cái thấu kính hồi tụ, đó nè, hồi tụ được làm bằng cái vật liệu trong suốt thì ở đây thường là gì em? Thông thường nhất đó chính là thủy tinh. Thủy tinh hoặc là gì? Hoặc là nhựa. Cũng có nhựa các em nha. Thì cái thấu kính hoại tụ, thấu kính hoại tụ nó có cái độ dày phần rìa hơn, phần rìa mỏng hơn, mỏng hơn so với phần giữa, được chưa? Ok rồi, chúng ta sẽ đi sang cái phần này. Thấu kính hoại tụ, rồi cái này thầy vừa mới giới thiệu xong. Cái tiết diện mặt cắt của một số thấu kính hoại tụ được mô tả giống như ở cái hình 42.3 ABC. Ký hiệu thấu kính hoại tụ được vẽ như hình ở đây. Đây, chúng ta lưu ý cái ký hiệu của thấu kính hoại tụ là vẽ như này nha. Vẽ như này để mô phỏng nó chính là thấu kính hoại tụ nha. Ta hết sức lưu ý giùm thầy nha. Hai mũi tên lên và xuống ngược nhau, được chưa? Chúng ta tự vẽ vào trong vở em nha. Chúng ta đi sang cái phần hai la mã em nha. Hai la mã. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái phần hai la mã em. Trục chính này, quan tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hoại tụ. Một, trục chính. Ta đi sang câu C4 em. Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết trong 3 tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng. Tìm cách kiểm tra điều này. À, chúng ta quay lại ở cái hình em nha. Rồi, đây là cái hình vẽ ở cái hình 42.2 em. Thì người ta nói là trong 3 cái tia này gọi là tia tới nha, qua thấu kính hoại tụ này, thì người ta bảo là cái tia nào nó không đổi hướng mà nó lại truyền thẳng, nó không bị đổi hướng. Thì các em thấy đó chính là tia nào? Đây, cái tia nằm chính giữa này này nha. Như vậy thì ở cái câu C4 chúng ta trả lời vô giùm thầy này. Trong 3 tia
trong ba tia sáng truyền tới thấu kính hội tụ ở nào, thì cái tia sáng ở giữa ở giữa qua cái thấu kính nó không có truyền mà xuyên, mà nó là truyền thẳng em và không bị đổi hướng, nó truyền thẳng. Không bị đổi hướng. Các em hiểu không nào? Đó. Và người ta yêu cầu chúng ta là dùng cái gì để kiểm tra? Đó chính là chúng ta sẽ dùng thước nha. Đây. Tại vì ở trên hình này thầy quẹt nó nhiều quá đây. Cái này. Đó. Ở đây chúng ta có thể ghi này là dùng thước thẳng để kiểm tra nhé. Dùng thước thẳng kiểm tra cái đường truyền của tia sáng đó. Rồi ta đi sang phần tiếp theo em nhé. Ok. Như vậy thì chúng ta đã kiểm tra ở trên hình 42.2 rồi. Thì người ta nói như sau em. Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính hội tụ, có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. Tia này trùng với một đường thẳng được gọi là trục chính. Ký hiệu ở đây là delta của thấu kính. Như vậy thì cái ba trong ba tia đó, thì cái tia nằm giữa đó người ta gọi là cái trục chính em nha. Hiểu chưa? Và nhớ cái trục chính này thì nó truyền thẳng. Nó truyền thẳng. Ok. Bây giờ hiểu thế nào là trục chính thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ở cái phần 2, đây chính là quan tâm. Quan tâm. Thì trục chính của thấu kính hội tụ đi qua một điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng. Cái điểm O gọi là quan tâm của thấu kính. Đọc như thế các em có hiểu không? Ừ. Bây giờ hiểu ở trên cái hình 42.2 đâu là quan tâm chưa? Các con thầy sẽ quay lại chỉ em. Đó rất là dễ. Thì bây giờ này, trục chính của thấu kính hội tụ đi qua một điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng. Ok. Từ điểm O gọi là quan tâm của thấu kính. Là cái điểm hồi nãy mà nó các cái tia nó cắt các em đã đi qua đấy. Cái này dễ nên không cần phải quay lại chỉ các em ha, nó rất là mất thời gian của thầy. Chúng ta đi sang cái phần 3, đó chính là tiêu điểm. Được chưa? Như vậy thì ở phần 3 tiêu điểm thì các em nhìn thấy ở hình 42.4 này. Đây. Đây chính là cái delta đây gọi là trục gì? Trục chính này. Quan tâm O này, đây chính là thấu kính hội tụ này. Nghĩa là các em nhìn trên hình này á là chúng ta có thể đọc được. Thầy có thể ghi ở đây chính là thấu kính này. Thấu kính hội tụ này. Đây chính là gì? Trục chính này. O này chính là gì? Quan tâm này, đây chính là quan tâm này. Hiểu chưa? Bây giờ tới tiêu điểm nha. Câu C5 em, quan sát lại cái thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia ló nào. Hãy biểu diễn chùm tia ló ở tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên cái hình 42.4. Thì trong cái thí nghiệm mà ở hình 42.2 á, thì cái điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên ở đâu? Trên cái trục chính. Trên trục chính delta này. Trên trục chính này. Các em ghi thầy, sau đó thầy sẽ biểu diễn trên hình luôn cho các em nhé. Thì các em ghi thầy là cái điểm hội tụ, câu C5 này, cái điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên cái trục chính delta ở đây, được chưa nào? Đó là cái đường thẳng chứa tia tới ở giữa, được chưa? Rồi
chúng ta sẽ dùng thước chúng ta sẽ vẽ em nhé. Ok rồi, thì cái trục chính của chúng ta này, nhìn đây này, hồi nãy chúng ta có ba cái chùm tia nó chiếu song song đúng không nào, chiếu song song thì tới này. Đúng chưa? Bây giờ cái điểm hội tụ gọi là tiêu điểm đấy anh. S thì nằm trên cái tia ló và nằm trên cái trục chính này này. Như vậy thì ở đây đó, 1, 2, 3 này chiếu tới là song song nha. Đó, tiêu điểm. Ok. Câu C6 em. Câu C6 người ta hỏi gì đây em? Vận thí nghiệm trên, nếu chiếu cái chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia đó có đặc điểm gì? Đó, cũng có thí nghiệm này. Nhưng bây giờ chúng ta quay ngược trở lại, quay ngược ở bên đây là cái chùm tia tới nằm bên đây, còn cái tia ló nằm phía bên đây. Thì nó có đặc điểm là gì? Như vậy thì nếu mà chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló vẫn vẫn sao? Vẫn hội tụ tại một điểm trên cái trục chính delta này này. Nó vẫn như vậy em, nó không có thay đổi hết. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây em trả lời vô giùm thầy ở câu C6. Vận thí nghiệm trên, nếu chiếu cái chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính đó nè, thì cái chùm tia ló vẫn sao? Vẫn hội tụ tại một điểm trên trục chính em nhé. Nó vẫn hội tụ tại một điểm trên trục chính. Ok, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo em nhé. Đây là quan tâm này nha. Rồi ok. Như vậy thì ở phần này, ở cái phần mà trả lời câu C6 thì nó mô tả ở đây. Một chùm tia tới nó song song với trục chính của một thấu kính hội tụ, cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính, điểm đó gọi là tiêu điểm. Bây giờ đã hiểu tiêu điểm là gì chưa nào? Của thấu kính hội tụ và nằm khác phía với chùm tia tới. Nhớ là cái tiêu điểm này nó sẽ nằm khác phía với cái chùm tia tới ở phía bên này. Đây là ba cái chùm tia tới này, còn đây chính là trục chính này, đây là quan tâm này, đây là thấu kính này, và đây chính là tiêu điểm. Các em hiểu không? Bây giờ đã đọc được tất cả ký hiệu chưa nào? Đó. Thì mỗi thấu kính có hai tiêu điểm F và F' nằm về hai phía của thấu kính cách điều quan tâm, giống như hình ở hai cái hình này. Đó, một là nằm ở đây, hai là nằm ở đây, thì chúng ta sẽ xoay ngược trở lại, thì bên đây sẽ là F', nhưng nó cũng sẽ hội tụ tại một điểm, đó chính là tiêu điểm F hoặc là F'. Hiểu chưa? Ok. Rồi thế nào? Rồi, sẵn bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần này luôn. Ta đi sang phần 4, đó chính là tiêu cự. Thì cái khoảng cách từ quan tâm đến mọi tiêu điểm, nghĩa là ở đây, đây cái khoảng cách này. Thầy nói luôn này, cái khoảng cách OF ở đây, từ đây tới đây này, nó sẽ bằng là gì? OF phẩy, và cái này chính là bằng F, gọi là tiêu cự của thấu kính. Hai khoảng cách này bằng nhau và đều bằng F, gọi là tiêu cự của thấu kính. Nếu cho tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính thì thấy tia ló song song với trục chính. Được chưa nào? Nó sẽ song song với trục chính. Chúng ta sẽ đi sang ở phần vận dụng nha. Cái phần này cũng khá quan trọng, cũng là một công thức để chúng ta có thực sự tính toán em nha. Chúng ta đi sang phần 3 là phần vận dụng.